Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cô ruột sởn tóc ép hai cháu gái lấy chồng ở Tiền Giang, mẹ chú rể nói gì? Liên quan đến vụ cô ruột sởn tóc ép hai cháu gái lấy chồng ở Tiền Giang ngày 4 tháng 10, theo thông tin bà LTH, 47 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là người đi hỏi cưới em BTMZ sinh năm 2006, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho con trai của bà. Bà H có một người con trai tên LQTH, 27 tuổi. Bà cũng có mối quan hệ thân thiết với bà BTZH, ngụ quận Thốt Nốt, cô ruột của D. Vào khoảng tháng 8 vừa qua, vô tình ngồi chơi, tôi nói với bà DH rằng tôi có người con trai đang đi làm bên Hàn Quốc sắp về. Bà DH hỏi tôi làm xui không vì bảo bà có đứa cháu gái. Sau đó, tôi thường trao đổi với D qua mạng và gia đình tôi có qua nhà để tìm hiểu hoàn cảnh cháu D. Cháu D cũng thường xuyên qua Thốt Nốt ở nhà bà DH rồi sang nhà tôi chơi. Trong thời gian H và TH tìm hiểu nhau, tôi có hỏi D có chịu cưới TH không thì D nói đồng ý, bà TH nói. Sau đó, bà TH dẫn D đi mua vàng cưới, quần áo để chuẩn bị cho lễ cưới. Ngày 10 tháng 9, TH sang nhà gái làm lễ cưới và dự kiến làm lễ rước cô dâu vào rạng sáng ngày 11 tháng 9. Để sang nhà trai đại khách, nhưng vào chiều ngày 10 tháng 9, Dê bỏ nhà đi. Gia đình Dê đi tìm nhưng không gặp nên thông báo cho nhà trai biết. Bà YQ, dì của TH phân trần, chúng tôi làm khoảng 15 bàn mời những người thân thuộc, trong đó dành đãi nhà gái 5 bàn. Tuy nhiên, sau khi bà DH thông báo Dê bỏ trốn nên đám cưới phải hoãn, nhà chúng tôi chỉ biết nói với khách cô dâu bị trượt chân nên không làm đám cưới. Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, trong gia đình ai cũng buồn. Bà TH cho hay, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà có đến gia đình Dê trao đổi sự việc và lúc này Dê không muốn cưới TH nữa. Dù vậy, bà TH vẫn mua các vật dụng cho nhà bà Dê dùng vì thấy hoàn cảnh đáng thương khi có mẹ bị bệnh tâm thần. Bà TH cũng rất bức xúc trước thông tin con bà cưới Dê, sau đó bán sang Campuchia. Đây là thông tin sai sự thật, tôi đã trình báo cơ quan chức năng. Gia đình tôi làm ăn đàng hoàng, nếu mua bán người thì cần tổ chức đám cưới, mời khách. Thấy hoàn cảnh và Dê thường xuyên qua nhà tôi chơi. Thương cháu muốn cưới cho con trai mình nhưng tụi nó không có duyên nợ với nhau thì thôi, bà TH trình bày. Ngoài ra, bà TH cũng lý giải không có thông tin bà dắt Dê đi Châu Đốc, An Giang gỡ bùa do bị vong nhập. Bà TH nói thêm, bà DH có nói với tôi là D bảo có người hay đi theo. Nên bà DH đưa Dê đi thầy kiểm tra nhưng không gặp thầy nào hết nên ra về. Ngoài ra, trên mạng nói gia đình tôi sau khi rước Dê về sẽ tiếp tục cả sang Hàn Quốc là thông tin bịa đặt. Tôi có nói chuyện điện thoại với con gái tôi lấy chồng sang Hàn Quốc, Dê hiểu lầm gia đình bà định gả Dê sang Hàn Quốc. Còn TH cho hay, trong khoảng thời gian tìm hiểu Dê thì nảy sinh tình cảm với cô gái này. TH còn chở Dê đi ăn, đi chơi, mua sắm. Nhà tôi đâu có giam lỏng, không cho Dê đi đâu như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đám cưới không thành, tôi cũng không còn liên lạc với cô ấy, TH phân trần. Liên quan đến vụ việc, trong sáng cùng ngày, Công an quận Thốt Nốt cũng đã làm việc với bà TH và TH. Trong những ngày qua, trên những trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 phút, cho rằng BTMZ và em BTMT bị một người cô ruột sau này xác định là bà BTMZ có hành vi ép Dê lấy chồng. Do em này bỏ trốn nên người cô ép em gái của Dê là T thay thế chị làm cô dâu. Nội dung trong đoạn clip thông tin, người cô này ép Dê lấy một người không rõ quê quán, nhưng em này cho rằng có khả năng bị đưa sang Campuchia và cho biết phía bên nhà chồng có làm nghề đưa người sang nước ngoài. Gần tháng trước khi bên nhà gái tổ chức đám cưới nhưng Dê cảm thấy không an toàn nên bỏ trốn. Chính vì thế người cô có hành vi cắt tóc Dê giữa đường. Khi Dê bỏ trốn thì người cô bắt Tê thế làm chị cô dâu, nhưng bất thành nên Tê cũng bị người cô cắt tóc. Cả hai chị em cho biết cha nghiện rượu và mẹ bị bệnh tâm thần nên người cô này mới làm thế. Thông tin trên báo chí, Công an huyện Cái Bè khẳng định bà H có cắt tóc Dê và Tê. Tuy nhiên, bà H không ép Dê lấy một người không rõ quê quán, nhưng em này cho rằng có khả năng bị đưa sang Campuchia và cho biết phía bên nhà chồng có làm nghề đưa người sang nước ngoài như clip đăng tải. Và thông tin chị bỏ trốn nên cô ruột ép em gái thay thế chị làm cô dâu cũng là sai sự thật. Hiện Công an huyện Cái Bè đang xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc, hành vi của từng người để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phụ huynh xông vào lớp tác động với học sinh, phạt 8 triệu đồng. Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Tam Kỳ cho biết liên quan đến vụ phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh xảy ra tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với ông HVL về hành vi gây tổn hại sức khỏe của người khác. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ tổ chức giải bóng đá theo kế hoạch của Hội khỏe phù đồng cấp trường giữa lớp 8, 9 và lớp 8, 11, kết quả 8-11 thắng. Đầu giờ chiều cùng ngày, em HHGB, học sinh lớp 8-11 có trêu chọc, nói khích em NNT và BDH, học sinh lớp 8-9 nên bị hai em này đuổi đánh sưng một mắt bên trái. Sau đó, ông HVL, phụ huynh em B, lên trường chở con đến bệnh viện khám rồi trở đến lớp học bình thường. Tuy nhiên, do nóng giận vì con mình bị đánh sưng mắt, ông L bất ngờ quay lại trường, xông thẳng vào lớp 8-9 đánh hai học sinh T và H.
sự việc diễn ra quá nhanh, nhân viên bảo vệ chạy theo can ngăn không kịp, giáo viên chủ nhiệm lớp 89 cũng yêu cầu phụ huynh bình tĩnh nhưng không can ngăn được. Đánh xong, ông L ra về. Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã làm việc với các phụ huynh cùng học sinh liên quan. Các em học sinh đều nhận lỗi sai và hứa sẽ không vi phạm. Ông HVL cũng xin lỗi nhà trường và xin lỗi hai phụ huynh có con bị đánh, cam kết không tái phạm. Đối với hai phụ huynh bị ông L đánh, nhận thấy con mình đánh bạn, con ông L là không đúng nên cam kết sẽ giáo dục con em và chấp nhận lời xin lỗi của ông L. Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã xử lý kỷ luật cả ba học sinh trong vụ việc này. Truy xét nguồn gốc thực ăn vụ hổ chết hàng loạt ở khu du lịch Vân Xoài. Liên quan đến vụ hổ chết hàng loạt ở khu du lịch Vân Xoài, ngày 4 tháng 10, theo thông tin, ông Nguyễn Trường Giang, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết đang gấp rút truy xét nguồn gốc thức ăn để tìm nguồn lây virus cúm H5N1. Hiện chưa xác định được đường lây nhiễm H5N1 cho những con hổ ở khu du lịch Vân Xoài, nhưng có hai khả năng cao là lây nhiễm từ nguồn thức ăn và từ chim trời mang mầm bệnh. Đối với chim trời thì chúng tôi chưa phát hiện một con chim nào chết trong khu vực du lịch Vân Xoài, nên mọi thứ đang tập trung vào truy xét nguồn thức ăn. Cũng theo ông Giang, bước đầu xác định nguồn thức ăn cho hổ là gà, được cung cấp từ một công ty ở Tràng Bom. Qua làm việc thì công ty này lại cho biết nhập từ nhiều nơi khác. Để làm rõ nguồn gốc, đường đi của thức ăn nên chúng tôi đã mời khu du lịch Vườn Xoài cùng công ty và những đầu mối có liên quan ngày mai, ngày 5 tháng 10, có mặt tại trụ sở để làm việc, ông Giang cho hay. Còn đối với 30 người có tiếp xúc với những con hổ chết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đồng Nai đã làm việc ghi nhận tình hình sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe của những người vẫn bình thường, chưa ghi nhận triệu chứng viêm đường hô hấp. Trước đó, từ ngày 8 tháng 9 đến 30 tháng 9, tại khu du lịch Vườn Xoài đã có 20 con hổ và một con báo bị chết. Ngày 2 tháng 10, kết quả xét nghiệm 2 mẫu hổ tại đây cho kết quả dương tính với virus H5N1. Ngày hôm sau, ngày 3 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ 21 con hổ báo bị chết kể trên bằng cách đốt rồi chôn lấp ngay trong khuôn viên khu du lịch Vườn Xoài. Theo báo cáo của khu du lịch Vườn Xoài, tại đây đang nuôi tổng cộng 68 loài với 748 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 42 con hổ và 2 con báo. Từ ngày 8 tháng 9 đến nay đã có 20 con hổ và 1 con báo bị chết. Để phòng chống dịch cúm H5N1 lây lan, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai yêu cầu khu du lịch Vườn Xoài thực hiện nghiêm việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng hàng ngày, không nhập xuất động vật ra vào toàn bộ khu nuôi có hổ và báo chết, hạn chế cho người tiếp xúc với động vật tại khu cách ly trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Đồng thời phải theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ, báo chết để có hướng xử trí kịp thời. Những người chăm sóc, tiếp cận đàn thú trong thời gian tới phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm bệnh dịch. Hà Nội xe phục vụ dự án chở có ngọn có dấu hiệu quá tải. Từ phản ánh của bạn đọc, những ngày đầu tháng 10 năm 2024, phóng viên báo giao thông đã có mặt tại tuyến đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và ghi nhận hàng loạt xe tải trọng lớn chở đầy đất từ dự án xây dựng bên trong khuôn viên trường Cao đẳng Hà Nội, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, sau đó di chuyển ra ngoài. Các xe tải từ dự án xây dựng trường Cao đẳng Hà Nội đi ra đường Phan Trọng Tuệ đều chở hàng có ngọn, chạy tốc độ cao, nhiều xe che chắn sơ sài như xe mang biển số 29H0568X, 29F0589X, 29H8951X. Hiện tượng này thường xảy ra từ 8 giờ sáng đến chiều tối cùng ngày. Đáng nói, đường Phan Trọng Tuệ thuộc tuyến đường 70 đoạn phía trước cổng trường Cao đẳng Hà Nội chỉ có 2 làn xe, lưu lượng phương tiện thường xuyên đông đúc, trong khi các xe này thường chạy tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, tung bụi, mù tịt. Nhằm làm rõ hoạt động của những xe tải trọng lớn này, phóng viên đã ghi nhận tại công trường dự án. Thời điểm ghi nhận, một chiếc máy múc công suất lớn đang múc đất lên xe tải trọng lớn loại xe 4 chân. Chỉ đến khi đất được chất vượt thành thùng xe, có ngọn thì tài xế mới lấy bạt bằng vải để che sơ sài rồi cho xe di chuyển. Rời khỏi công trường, chiếc xe này ì ạch di chuyển trong khuôn viên trường Cao đẳng Hà Nội, đi ra đường Phan Trọng Tuệ, sau đó tăng tốc về phía quốc lộ 1A. Lúc này, biển số xe phía sau bị mờ do đất che phủ nên phóng viên phải vượt lên phía trước mới thấy được biển số 29H0568X. Di chuyển khoảng 40 km từ trường Cao đẳng Hà Nội về xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, chiếc xe chở đầy đất này đi vào một nhà máy gạch. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe này đi ra khi đất trên xe đã được đổ. Ngoài ra, phóng viên còn ghi nhận xe tải trọng lớn mang biển kiểm soát 29F0589X chở đầy đất từ công trình tại trường Cao đẳng Hà Nội về đổ tại khu trồng quất tại địa phận xã Vân Tảo, huyện Thường Tín. Suốt quá trình di chuyển, đặc điểm chung của hai xe này là đều chở đất có ngọn, đi tốc độ cao và chèn ép nhiều phương tiện trên đường. Liên quan đến vụ việc, một cán bộ phòng hành chính trường Cao đẳng Hà Nội cho biết, dự án xây dựng một số tòa nhà ở khuôn viên trường đang trong quá trình làm móng. Ở đây có 3 khối nhà do một số nhà thầu tiến hành xây dựng, dự kiến 1 năm sẽ xây dựng xong. Quá trình thi công thì đơn vị thi công đều phải cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật, trật tự an toàn giao thông, cán bộ này cho biết. Khi phóng viên đề cập đến việc đơn vị thi công sử dụng xe nghi quá cơi nới, vận chuyển đất không đúng vị trí theo quy định, vị này nói sẽ báo cáo lãnh đạo để có thông tin chi tiết cụ thể. Trường hợp vi phạm hợp đồng thì sẽ kiểm tra xử lý.
Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và sẽ cử lực lượng phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội để kiểm tra. Sau khi tiếp nhận phản ánh của báo giao thông, đơn vị sẽ phối hợp với đội cảnh sát giao thông 14 để kiểm tra, xử lý, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì nói.